vay thấu chi không có tài sản đảm bảo F2 Techcombank. Với sản phẩm vay thấu chi không tài sản đảm bảo của Techcombank, bạn có thể ứng trước một khoản tiền để thực hiện mục đích tiêu dùng mà không cần thế chấp bất kỳ tài sản nào. Lãi suất 13,8% một năm. Vay tối đa 200 triệu. Thu nhập tối thiểu 5 triệu. Thời hạn vay tối đa 12 tháng. Lợi ích khi vay thấu chi Techcombank. Hiện nay Techcombank chỉ triển khai một sản phẩm vay thấu chi không có tài sản đảm bảo F2 mang đến cho khách hàng những lợi ích sau. Khách hàng được chi tiêu vượt quá số tiền hiện có trong tài khoản với hạn mức thấu chi được ngân hàng Techcombank phê duyệt từ trước. Không cần thế chấp bất cứ tài sản nào. Nếu chi tiêu vào số tiền thuộc hạn mức thấu chi nhưng hoàn trả ngay trong ngày sẽ không bị tính lãi. Có thể sử dụng khoản vay bằng cách rút tiền từ máy ATM, thanh toán tại POS, chuyển khoản thanh toán hoặc rút tiền mặt tại quầy. Thời gian sử dụng hạn mức linh hoạt, tùy theo nhu cầu của khách hàng, tối thiểu 3 tháng, tối đa 6 tháng. Khách hàng được gia hạn cấp hạn mức thấu chi nếu muốn tiếp tục sử dụng mà không cần cung cấp lại hồ sơ. Hạn mức thấu chi lên đến 5 tháng thu nhập, tối đa 200 triệu đồng. Thủ tục vay thấu chi Techcombank rất đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng. Khách hàng sẽ được phê duyệt khoản vay ngay sau 2 ngày nhận hồ sơ. Lãi suất vay thấu chi Techcombank. Lãi suất vay thấu chi không có tài sản đảm bảo F2 Techcombank khá ưu đãi, chỉ từ 1.378% một năm. Mức lãi suất này sẽ được điều chỉnh để phù hợp với chính sách vay vốn của Techcombank trong từng thời kỳ. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các sản phẩm vay tín chấp của Techcombank để lựa chọn gói vay có nhiều ưu đãi nhất. Điều kiện vay thấu chi Techcombank. Để vay thấu chi không có tài sản đảm bảo F2 Techcombank, khách hàng cần đáp ứng được các điều kiện sau. Khách hàng và người đồng trả nợ nếu có độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi tại thời điểm tất toán. Trình độ tối thiểu trung cấp trở lên. Là khách hàng trả lương của Techcombank có thu nhập tối thiểu 5 triệu đồng một tháng. Áp dụng lương tiền mặt bằng ngoại tệ với khách hàng làm việc tại tài hành chính sự nghiệp. Có quyết định tuyển dụng trên hợp đồng lao động thời hạn 1 năm trở lên và thời gian còn lại trên hợp đồng dài hơn thời hạn cấp hạn mức tối thiểu 45 ngày. Thời gian đã công tác tại đơn vị hiện tại tối thiểu 12 tháng. Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của Techcombank. Thủ tục vay thấu chi Techcombank. Khách hàng đáp ứng được các điều kiện trên, nhanh chóng chuẩn bị các giấy tờ sau để hoàn thiện hồ sơ vay thấu chi không có tài sản đảm bảo F2 Techcombank, đơn đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ, theo mẫu của Techcombank. Hộ khẩu, giấy đăng ký tạm trú dài hạn, chứng minh nhân dân, hộ chiếu trong thời hạn hiệu lực, quyết định tuyển dụng công chức, hợp đồng lao động hoặc các giấy tờ tương đương, các giấy tờ liên quan khác nếu có. Với lãi suất cho vay ưu đãi, điều kiện, thủ tục vay đơn giản, gói vay thấu chi không có tài sản đảm bảo F2 Techcombank đang là lựa chọn của rất nhiều khách hàng khi có nhu cầu vay vốn tiêu dùng. Tuy nhiên, bạn nên đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng để đảm bảo quyền lợi khi tham gia. Chúc quý khách sớm vay được số tiền mà mình mong muốn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.